Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Czech 3 series 3900, một mẫu xe mang thương hiệu Czech, một thương hiệu của Mỹ mà cũng rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm. Thương hiệu xe cực kỳ là đẳng cấp, thương hiệu Czech, được chạy bộ chuyển động Shimano Aceja và gạt đĩa trước là gạt đĩa Shimano với 3 tầng đĩa và 8 tầng níp. Xe 24 tốc độ khác nhau, bộ khung thì là khung nhôm. Tông màu em về là tông màu đen pha với cả là kỳ thì chỉ trắng tàn thuốc, rất là đẹp. Do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là trên khung nó sẽ xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm như này, không thể tránh khỏi. Còn để đánh giá tổng thể ngoại hình của chiếc xe thì chiếc xe còn đạt được cái độ mới và đẹp cũng tương đối là tốt. Toàn bộ vành Mayer hay là đi đông của Phốt Cộc Yên này cũng còn nguyên bản Montegu. Lốp là chủ cũ họ đã thay bộ lốp của Kenda, lốp này cũng khá là ngon, khá là xịn, lốp cũng còn rất là mới. Ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị bộ tay bấm và tay phanh của Shimano với 8 speed đây. Đây là 3. Tương đương 8 lít 3 đĩa 24 tốc độ. Giảm xóc dầu theo xe này. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70 đi phù hợp. Lắp thêm bên ngoài. Chuyển động thì các bác thấy cực kỳ mượt mà, nhẹ nhàng êm ái. Chiếc xe đang bán bên em với mức giá chỉ có là 6,5 triệu, một cái mức giá rất là rẻ cho một chiếc xe đạp Czech thương hiệu rất là đẳng cấp của thế giới. 6,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.